Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay, Tổng Giám đốc điều hành công ty Microsoft cho biết những tên hacker có thể sẽ phá vỡ trật tự của thế giới. Đó là bản tin đầu tiên. Các hacker có thể tạo ra một cái tình trạng là phá vỡ trật tự của thế giới. Đó là lời phát biểu của Tổng Giám đốc điều hành công ty Microsoft là Satya Nadella đã đưa ra lời cảnh cáo trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga có thể sẽ đoàn kết thông qua cái gọi là hiệp ước về có tên gọi là Geneva Convention để bảo vệ cho họ trước tình trạng gọi là có những tên hacker đang sử dụng cái mạng điện toán và mạng lưới internet để có thể phá vỡ trật tự trên toàn cầu. Nếu như các quốc gia vẫn tiếp tục tấn công mỗi của lẫn nhau và đặc biệt là nhắm mục tiêu vào thường dân họ có thể sẽ đưa chúng ta tới một cái tình trạng trật tự mới của thế giới và điều này sẽ phá phá vỡ tất cả những trật tự cũ của thế giới và tôi nghĩ rằng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy điều này và cái thỏa ước gọi là Geneva Convention đã được ký thành luật bởi 196 quốc gia năm 1949 trong đó là đã đưa ra những cái quy tắc của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ cho thường dân và các binh sĩ làm cách nào bị đối xử trong chiến tranh và công ty microsoft đã lên tiếng và nói rằng cái uh, vấn đề gọi là cyber security Geneva Convention Center trong nhiều năm tức là đã được viết từ năm 2017 với cái chính sách là ở trong đó thế giới cần có một cái quy tắc chung của quốc tế để bảo vệ cho uh, các cái hệ thống công cộng từ những quốc gia có những cái sự đe dọa ở cái không gian mạng và cần phải có một cái gọi là digital Geneva uh, uh, Convention tức là một cái uh, thỏa ước về điện tử trước đó đầu tháng này thì công ty Microsoft cho biết là hacker của Nga với cái nhóm có tên là midnight dieser đã xâm nhập được hệ thống email của uh, của các cái vị gọi là giám đốc hàng đầu của các công ty và tìm kiếm uh, tình cảm gọi là các cái thông tin này và microsoft vẫn không cho biết là họ làm sao đối phó với lại cái uh, hacker của nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, một đoàn lữ hành lớn của Hoa Kỳ sẽ tràn xuống biên giới để chấm dứt tình trạng khủng hoảng ở tại biên giới. Một đoàn được gọi là lữ hành của những người biểu tình và họ gọi mình là lực lượng quân đội của thượng đế đang hướng về biên giới phía nam của Hoa Kỳ và tổ chức này hy vọng với cái tham vọng là họ có thể quy tụ được khoảng 700.000 người để chống lại cái tình tình trạng gọi là thiếu cái chính sách về di trú ở biên giới của Joe Biden. Với tất cả những người chúng tôi là những công dân rất bình thường, những uh, nông dân, những người chủ nông trại, những cảnh sát đã về hưu, chúng tôi không phải là những kẻ có những cái thuyết âm mưu hay những nhà hoạch định uh, về giả thuyết. Đó là lời phát biểu của Kim Jacter, được xem là người tổ chức cho cái uh, tổ chức có tên gọi là Take Out uh, Take Out Border Back, tức là lấy lại biên giới của chúng ta đã nói với tờ báo New York Post và đây là một trong những cái uh, hành động rất là ôn hòa của những người dân Hoa Kỳ đối với tình trạng mà nền chính trị của Hoa Kỳ và nhóm của Carter đã rời khỏi Virginia vào ngày thứ hai và chặn dừng tiên à, đầu tiên vào đêm giữa đêm là Frida với hy vọng họ sẽ kéo thêm nhiều người theo cái đoàn lữ hành của họ và Carter. New York Post báo cáo là các chiếc xe van và các chiếc xe xe truck đã tham gia vào cái đoàn lữ hành này càng lúc càng lớn từ ở Jacksonville, Florida vào đến ngày sáng ngày thứ ba thì họ chuẩn bị băng ngang qua Alabama, Mississippi, Louisiana và đi vào khu vực Quemando của Texas và khoảng 20 dặm từ cái thành phố ở biên giới tức là Eagle Pass ở Texas và nơi đây sẽ là cái nơi Raleigh tức là cái nơi tụ tập vào ngày thứ bảy tuần này chúng tôi có những chiếc xe truck từ canada những người cha và những người mẹ Jeter đã phát biểu với tờ new york post và chúng tôi có những uh, tài xế motorcycle và uh, chúng tôi có những người đã mang cả ngựa và họ đã đưa người tới đây. Tôi không biết số lượng chúng tôi có bao nhiêu nhưng mà chúng tôi đang tìm kiếm con số khoảng 700.000 người và tôi nghĩ rằng nó có khả năng sẽ lớn hơn. Và đoàn lữ hành này dự tính là sẽ bắt đầu vào ngày thứ năm ở Texas và sẽ tiếp tục đi tới biên giới của khu vực ở Yuma, Arizona. Tương tự như Eagle Pass, nơi đây được xem là tràn ngập những cái lực lượng di dân bất hợp pháp tràn vào và họ sẽ có một cuộc rally vào ngày thứ Bảy ở À, tại uh, San uh, uh, Diego ở California và uh, sáng thứ bảy theo tường trình của uh, cái tổ chức gọi là Take Out Border Back đã đưa trên trang website và sau đó họ sẽ tham gia một cuộc rally tại Arizona và sự uh, cái cuộc rally này sẽ kéo dài qua ít nhất là ba tiểu bang có đường biên giới với lại uh, phía của Mexico và Jeter cho biết với tập The Post là họ không chống những di dân tới Hoa Kỳ tuy nhiên tình trạng này cần phải được à, kiểm soát và không thể để cho tình trạng vô kiểm soát. Chúng ta muốn có những vấn đề an toàn và những vấn đề à, pháp lý về di dân và chúng ta cần phải hiểu rõ sẽ có người tới. Tôi có mẹ à, là của tôi đã phát biểu về con cái của họ đã chết vì chất fentanyl và chúng tôi đã có những người à, con cái của họ đã bị chết bởi những uh, sự sát hại của một số di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới nhiều lần và đây là là một trong những cái uh, vấn đạn mà chúng ta đang đối diện. Trong khi đó thì một số những người khác đã lên tiếng cho biết là họ sẽ tham gia vào đoàn lữ hành này và với tham vọng là họ sẽ quy tụ được khoảng 700.000 người trong cái cuộc mà tuần hành tới biên giới của Hoa Kỳ gồm 3 tiểu bang Texas, Arizona và California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cũng trong ngày hôm nay thì các thành viên của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu để chính thức đàn hạch đối với lại ông Mayorkas là Bộ trưởng An ninh Nội địa của Hoa Kỳ. Các thành viên của đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu theo lời đảng trong giữa đêm ngày thứ tư để chuyển tới việc đàn hạch chính thức đối với lại ông Bộ trưởng An ninh địa là Alexandro Mayorkas về tình trạng mà ông ta đã không thực hiện tất cả những cái chính sách di trú và để bảo vệ biên giới trong cái được xem là một trong những vấn đề hàng đầu của cuộc bầu cử năm 2024. Quỹ ban đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ đã có cuộc tranh luận trong nguyên một ngày thứ ba và giữa đêm họ đã có hai cái bản văn bản tức là hai cái bản article để mà đã đàn hạch đối với ông Mayocat để đưa ra toàn sàn hạ viện và trong đó đây là lần đầu tiên trong vòng gần 150 năm đã có một viên chức trong nội các đã bị đàn hạch và các thành viên của đảng cộng hòa được xem là đang có chính sách cứng rắn về biên giới và cuộc bỏ phiếu này diễn ra vào tối hôm qua với đảng Dân Chủ phản đối hoàn toàn và tổng số phiếu là 18 trên 15. Tức là tổng cộng là có 33 phiếu nằm trong cái quỹ ban đặc trách về an ninh nội địa tại Hạ Viện. 18 phiếu đã đồng ý và 13 phiếu chống. Và chúng tôi không thể để cho người đàn ông này tiếp tục ngồi ở vị trí đó. Đó là lời phát biểu của Chủ tịch của quỹ ban đặc trách về an ninh nội địa của Hoa Kỳ là Mark Green của tiểu bang Tennessee cho biết như trên. Cuộc đàn hạch này nói rằng là ông Mayokas đã từ chối thực thi tất cả những cái luật liên bang về di trú, trong đó đã dẫn đến tình trạng gây mất niềm tin trong công chúng khi mà ông ta nói rằng ông ta đã lên tiếng và đã không có làm cho biên giới Hoa Kỳ được an toàn hơn. Đây được xem là một trong những cái hành động của phía Hạ viện Hoa Kỳ nhằm đối phó với tình trạng cơn khủng hoảng tại biên giới. Và nếu bỏ ra sàn Hạ viện mà được bỏ phiếu thì điều này nếu được chấp thuận nó sẽ được chuyển lên trên sàn Thượng viện và nơi đây thì các thượng nghị sĩ sẽ quyết định có một cái ủy ban đặc biệt để mà duyệt xét vấn đề này. Và trong quá khứ thì đã có một người duy nhất đã bị đưa ra đàn hạch và trong đó thì gần như là người này năm 1876 thì ông này ta là tên là William Bagnab được xem là bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã bị đàn hạch. Tuy nhiên thì phía thượng viện đã tha bổng cho ông ta sau khi mà ông ta bị đàn hạch. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, lần đầu tiên Joe Biden đã viếng thăm phía đông của Palestine một năm sau khi mà có tình trạng chật đường đầy xe lửa và khiến gây ra thảm họa về môi trường. Ông Joe Biden đã viếng thăm khu vực phía đông Palestine ở Ohio vào tháng tới để gặp gỡ với các cư dân tại đây trong nỗ lực gọi là phục hồi sau khi mà cái tuyến đường xe lửa của hãng gọi là Norfolk Southern đã bị chật đường đầy dẫn tới tình trạng hóa chất tràn ra khu vực này và gây tác hại về môi trường cũng như gây à, lo ngại về sức khỏe công cộng của mọi người theo tòa bạch ốc đã đưa ra vào ngày thứ tư tòa bạch ốc vẫn không cho biết ngày chính xác là ngày nào ông ta sẽ đến viếng thăm ở phía đông Palestine tuy nhiên thì à, có thể là diễn ra sau ngày 3 tây tháng 2 à, tức là cái ngày mà đã xảy ra cái biến cố này đây được xem là lần đầu tiên ông ta đã tới viếng thăm chỗ này kể từ khi mà xảy ra cái biến cố này dẫn tới cái thảm họa về môi trường và ông ta đã từ chối không tới trong vòng một năm qua đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà nơi đây gần như là có khoảng 4.700 người hầu hết là những người lại ủng hộ cho ông tổng thống Donald Trump trước đây do đó đây là một trong lý do mà Joe Biden đã bỏ qua một năm không tới viếng thăm họ và giờ đây thì tòa Bạch Ốc cho biết là ông ta sẽ bay tới đây và sẽ viếng thăm họ trong cái nỗ lực gọi là vận động tranh cử của ông ta đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay một cựu đối thủ của ông Joe Biden trước đây lên tiếng nói rằng ông Trump sẽ chiến thắng trong ngày hôm nay và cáo buộc Đảng Dân chủ đã có hành động phi dân chủ. Bản tin mới nhất cho biết một cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ trước đây là An Triều một người có gốc Đài Loan, đã phát biểu trên đài truyền hình Fox Digital trong tuần lễ này ở tại South Carolina, nơi mà ông ta đang đi vận động cho một ứng cử viên khác của đảng Dân Chủ là Don Philip đang tranh cử chức tổng thống. Trong đó, ông lên tiếng khẳng định là ông Trump sẽ chiến thắng nếu cuộc bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay. Có rất nhiều những cử tri. Họ đã có những cái nhìn rất tiêu cực về Joe Biden bao gồm luôn cả cử tri độc lập ở Wisconsin, Arizona và Georgia cũng như là Michigan. Họ đặc biệt là có sẽ đưa ra cái quyết định trong cái cuộc bầu cử tháng 11 và đây được xem là một trong những cái nơi được tập trung nhất. Ông Jan đã nói với đài truyền hình Fox News. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ bên trong họ gần như chỉ biết có Joe Biden, Joe Biden và Joe Biden. Và điều này tôi thấy rõ ràng là phi Dân Chủ. Tôi đã có một cuộc nói chuyện với một số những người ở South Carolina, trong những ngày sắp tới và họ gần như là không thích Joe Biden và họ quý vị nghĩ rằng ông Joe Biden sẽ thua trong trầm và tôi có thể nói rằng nè, không chỉ là ông ta thua trong trầm mà cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay thì tất cả đều thua trong Trump bởi vì các cuộc thăm dò cho thấy là tình hình kinh tế trở nên tệ hại hơn không tốt hơn đây được xem là một trong những lời lên tiếng của Andrew Yang Andrew Yang trước đây đã ghi danh theo đảng dân chủ và ra ứng cử tổng thống tuy nhiên sau khi mà xảy ra cái biến cố ngày của năm 2020 thì Andrew Yang đã rời bỏ đảng dân chủ và ghi danh với một cái đảng độc lập và muốn sáng lập một cái đảng mới. Tuy nhiên thì giờ đây ông ta đang vận động cho Dan Philip một đối thủ của Joe Biden ở trong đại dân chủ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, thống đốc Ron DeSantis đã kêu gọi là trục xuất bà Ihan Omar ra khỏi quốc hội của Hoa Kỳ tước cái quyền quốc tịch của bà ta và đuổi bà ta về cố quốc sau khi ông ta cáo buộc rằng bà này đã đặt người S Somalia lên trên cả người dân Hoa Kỳ. Thống đốc của tiểu bang Florida, ông Ron DeSantis trong ngày thứ ba đã kêu gọi một thành viên của nhóm The Squad, tức là nhóm cực tả trong đảng Dân Chủ là bà dân biểu Ihan Omar của Minnesota là phải bị trục xuất ra quốc hội tước bỏ quyền quốc tịch của bà này và trục xuất bà này ra khỏi đất nước sau khi bà ta có một cái bài nói chuyện mà trong đó gần như bà ta đứng về quyền lợi của Somalia nhiều hơn người dân Hoa Kỳ. Đoạn video vào ngày 27 tây tháng Giêng trong đó thì bà Ihan Oma đã lên tiếng và nói với tất cả những cái đám đông ở đó là bà ta sẽ sử dụng tất cả những cái ảnh hưởng của bà ta để mà chắc chắn rằng là sẽ bảo vệ bà đảm cái quyền của nước Cộng hòa Somaliland và sẽ à, tránh một cái à, thỏa thuận về à, biên giới và cũng như là à, lãnh thổ với lại Ethiopia và bản transcript này đã được ông the statistic à, chia sẻ lại và cho thấy rằng bà ta bà ta nói rằng là với đám đồng là Hoa Kỳ là một quốc gia và trong đó à, có một đứa con gái làm à, đại diện à, của ở quốc hội đại diện cho quyền lợi của quý vị và cả, cho cho đến khi nào tôi còn ở trong quốc hội Hoa Kỳ thì Somalia sẽ không bị nguy hiểm và nước nước chúng ta sẽ không bị đánh cắp bởi cái đất nước Ethiopia hoặc những quốc gia khác và chúng ta sẽ tôi ở đây để bảo vệ cho quyền lợi của Somalia ở trong cái hệ thống của Hoa Kỳ. Đây là lời phát biểu của bà ta được đưa lên trên cái đoạn video và đoạn video này đã gây nổi giận cho rất nhiều những người cư dân và trong đó họ chỉ chỉ trích nhà lập pháp của đảng dân chủ đã ưu tiên cho cái quốc gia bà ta sinh ra hơn là Hoa Kỳ trục xuất ra khỏi Hoa Kỳ <laughs> <laughs> xin gửi quý vị trục xuất ra khỏi quốc hội và tước bỏ quyền quốc tịch của bà này và trục xuất bà ta ra khỏi đất nước Hoa Kỳ. Đó là lời phát biểu ở trên trang uh, platform X của ông uh, Ron DeSantis đã đưa ra. Bà Ihanoma đã rời khỏi quê nhà của bà ta cùng với gia đình của bà ta à, sau cái cuộc nội chiến ở Somalia năm 1991. Bà ta đã có 4 năm ở tại trại tị nạn Kenya trước khi mà bà ta chính thức đã được đến Hoa Kỳ định cư từ năm 1995. Bà ta đã lên tiếng và à, nói rằng cái lời ca, à, phát biểu ngày hôm thứ Bảy của bà ta Là một cái lời phát biểu bị xem là đã bị diễn dịch sai lạc Tuy nhiên thì à, hiện nay thì gần như là bà ta lên tiếng và bà ta nói rằng Bà ta không hề có cái ý định đặt đất nước của Somalia lên trên đất nước của Hoa Kỳ Đây được xem là một trong những cái đòn tấn công mà bà ta cho rằng là từ phía cánh hữu đưa ra Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình hoa kỳ ngày hôm nay cuộc thăm dò tại south carolina cho thấy ông trump vẫn là dẫn trước bà nikki haley quá xa ở trọng ở tại tiểu bang này đây là tiểu bang nhà của bà nikki haley trong cuộc đối đầu ở tại south carolina trong cuộc bầu cử sơ bộ cựu tổng thống trump vẫn duy trì cái mức gọi là à, vĩ đại của ông ở trong cái việc chạy đua với bà nikki haley và trong đó gần như là họ tính cái mức sai biệt là 2 tới chống 1 ở trong cái cuộc thăm dò mới nhất được đưa ra. Cuộc thăm dò này được thực hiện bởi Fabrizio Lee and Associates, trong đó công bố cho thấy là bà Holly gần như là bị negative tức là bị tiêu cực trong đó ông Trump 77 tuổi vẫn đang thống trị ở tại tiểu bang này. Cả hai đều sẽ ra tranh cử và bà bà Nikki Haley được xem là bà đã sinh ra và lớn lên ở South Carolina và làm thống đốc ở đây trong vòng 6 năm. 52 tuổi, bà đang đối diện với một cuộc thăm dò mà trong đó bà thua ông Trump tới 35 điểm. Ông Trump được 66%, còn bà được 31%. Và cũng trong một cái bản ghi nhớ được ghi nhận thì bà Nikki Haley lên tiếng và nói rằng bà vẫn tiếp tục sẽ tranh cử và sẽ không ngại ngùng bất kỳ một cuộc thăm dò nào. Trong khi đó thì bản tin cho thấy là Phía ông Trump cho rằng là bà Nikki Haley đang nhận rất nhiều những nguồn tiền từ DC để có thể hỗ trợ cho bà ta. Và cuộc thăm dò này đã được thực hiện từ ngày 28 cho tới ngày 29 tới tháng 1 với 600 cử tri của ca South Carolina. Trong đó thì ông Trump đã được ủng hộ 59% à, nhắc rằng họ sẽ ủng hộ cho ông Trump. 24% thì ủng hộ cho bà Nikki Haley. Và... Tra bên cạnh đó thì ở một cái cuộc thăm dò khác thì 69% cho rằng bà ta có hành động có một cái phản ứng tốt trong khi đó ông Trump vẫn dẫn trước bà ta là 56 trên 40 và đây được xem là một trong những cái bản tin mới nhất cho thấy rằng là ông Trump vẫn thống trị trong khi đó thì cựu ngại dân biểu là Lee Cheney đã endorse bà Haley gần như là không ta giúp cho bà ta tăng được cái sự ủng hộ và đây là một trong những cuộc thăm dò. Tuy nhiên, họ không cho biết cái mức sai biệt của cuộc thăm dò này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, FBI và người đứng đầu cơ quan này cho biết các hacker của Trung Quốc đang tìm cách phá hủy các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất cho biết thì các hacker do nhà nước Trung Quốc bảo trợ đã bận rộn tấn công vào các cái hệ thống hạ tầng cơ sở bao gồm các nguồn nước điện và kể cả hệ thống vận chuyển và di chuyển Hoa kỳ cũng như một số hạ tầng cơ sở quan trọng khác ngay trong lãnh thổ của hoa kỳ ông christopher ray là giám đốc fbi đã nói với các nhà lập pháp ở tại hạ viện trong ngày thứ tư trong đó gần như gọi là washington đang tìm các nhấn nhấn à, gọi là nhận định về tiềm năng đe dọa của bắc kinh trong cái tham vọng trên toàn cầu Ông Trey cho biết là có rất nhiều những cái sự chú ý của công chúng về việc tấn công không gian mạng và đó đã ảnh hưởng tới mỗi một người dân Hoa Kỳ. Theo một bản copy từ trong cái cuộc điều trần này đưa ra, trong đó là cuộc điều trần diễn ra với tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hacker của Trung Quốc đã có cái hành động và hoạt động ở các cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ, chuẩn bị là sẽ gây tổn thương cho công dân của Hoa Kỳ và các cộng đồng nếu như Trung Quốc quyết định thời gian mà họ có một cái cuộc tấn công. Đó là lời phát biểu của ông Craig đã đưa ra. Và lời phát biểu này đã điều chỉnh với lại cái lời phát biểu của công ty Microsoft trước đây vào tháng 5. Trong đó một tổ chức hacker do Trung Quốc bảo trợ đã nhắm mục tiêu vào các hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ. Trong đó gần như là họ nhắm vào tất cả những cái hệ thống viễn thông của Hoa Kỳ giữa Hoa Kỳ và Á Châu nếu như xảy ra một cái quân khủng hoảng trong tương lai và tiếp theo một tháng sau đó thì Mandian là một trong những cái uh, nghi ngờ là một trong những tổ chức và hacker do nhà nước cộng sản Trung Quốc uh, bảo trợ đã sử dụng một cái lỗ hổng về an ninh, trong đó họ gần như là có những cái hệ thống email rất là phổ thông đã xâm nhập được hàng trăm những cái kỹ nghệ ở công chúng và kỹ nghệ của tư nhân ở trên toàn cầu. Ông Gray và cùng một số với những viên chức khác đã trong nhiều năm gần đây đã báo rộng về tình trạng mà nhà nước cộng sản Trung Quốc đã bảo trợ cho hacker để xâm nhập vào các hạ tầng cơ sở, các công ty của Hoa Kỳ và kể cả một số những cơ quan hành chính của Hoa Kỳ. Đây được xem là lời báo động mới nhất của cơ quan FBI đưa ra giữa lúc mà Bắc Kinh đang tìm cách gọi là có những cái hành động thao túng trên chính trường của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cùng một lượt thì một số cựu viên chức của chính quyền tổng thống Trump trước đây đã bắt đầu thành lập một cái tổ chức mới để đối phó với sự ảnh hưởng của cộng sản Trung Quốc trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ một tổ chức mới đã được phát động vào ngày thứ tư vừa qua để đối phó với đảng Cộng sản Trung Quốc gây ảnh hưởng tại Hoa Kỳ. Theo tường trình của đài truyền hình Fox News cho biết, tổ chức này có tên là State Amor, được mô tả là một tổ chức bất vụ lợi và sẽ tập trung vào cái vấn đề đe dọa an ninh trên toàn cầu. Và trong đó sẽ phanh phui tất cả những cái tầm ảnh hưởng và thao túng của Trung Quốc ở trong các cái kỹ nghệ công cộng và kể cả các nhà lập pháp trên toàn cầu. Hiện nay các tiểu bang và các quốc gia đang đứng trước tình trạng gọi là có những cái hành động thù địch và trên sự thật trong nhiều năm nay, nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia đã phải đối phó với tình trạng đánh cắp về kỹ thuật cũng như là có những cái hành động thù địch và thao túng bởi đảng Cộng sản Trung Quốc một trong những nhà sáng lập của Tech Amour là tổng giám đốc có tên là Michael Lucy đã nói với đài truyền hình Fox News qua một bản statement và đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp cận rất nhiều những nỗ lực trong đó đặc biệt là đối với Hoa Kỳ và họ có thể viết lại tất cả những cái trật tự trên toàn cầu theo cái mô hình độc tài toàn trị của họ và để đạt được mục tiêu này, cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu có những cái hành động và chiến lược sử dụng cái việc tăng trưởng kinh tế và tìm cách tiếp cận với những tiểu bang, những quốc gia, những chính quyền địa phương để buộc họ phải lệ thuộc vào Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực và bao gồm luôn việc mà bức hại quyền tự do ngôn luận tu chính án số 1 của Hoa Kỳ đối với những công dân gọi là của Trung Hoa mà bất đồng chính kiến với nhà nước cộng sản Trung Quốc trong đó thì họ nói rằng họ đang làm việc ít nhất là 12 tiểu bang để có thể uh, giúp cho những tiểu bang này có thể chống lại cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc và một trong những uh, người nằm ở trong cái uh Tổ chức này là ông Robert O'Brien, vốn là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump trước đây, đã lên tiếng và nói rằng không có gì bí mật khi mà đảng Cộng sản Trung Quốc là một đe dọa trực tiếp tới người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên hiện nay chúng ta thấy không có một cái tổ chức nào có thể đặt và phân tích rõ ràng về sự đe dọa của Trung Quốc. Và đây không phải là vấn đề đảng phái mà các quốc gia và các tiểu bang cần phải có hành động và Tech Amour sẽ chứng minh điều này. Bên cạnh đó thì một số những người khác bao gồm cả Alex Gray, vốn là cựu phụ tá của Tổng thống và là động lý văn phòng của Tòa Bạch Ốc đặc trách về vấn đề của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Trump cũng là Tổng giám đốc của tổ chức có tên gọi là American Global Strategies LLC vốn là một cá nhân tham gia vào tổ chức này để ngăn chặn tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Ả Châu ngày hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng và nói rằng việc mà các khinh khí cầu này gây nổi giận cho Đài Loan là không có gì mới sau khi Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh đã đưa rất nhiều khinh khí cầu bay ngang qua cái không phận của Đài Loan. Chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ vào ngày thứ tư về sự thang phiền của Đài Loan về các cái khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay gần hoặc bay trên không phận của Đài Loan trong lúc mà đảo quốc này đang có cuộc bầu cử và nói rằng động cơ của những cái khinh khí cầu này là có tác động về chính trị. Đài Loan được xem là một trong những quốc gia đang bị đe dọa bởi Trung Quốc và Trung Quốc tuyên bố là sẽ dùng đủ mọi cách để thống nhất Đài Loan kể cả bằng vũ lực. Và trong đó thì Bộ Quốc phòng Đài Loan lên tiếng là và nói rằng các kinh khí cầu của Trung Quốc mà bay ngang qua không phận hoặc là gần đảo Quốc Đài Loan mang những cái lý do tác động về chính trị và tìm cách gây ảnh hưởng tâm lý của người dân Đài Loan. Trong khi đó thì Bắc Kinh, người phát ngôn viên của họ là Chen Binhua được lên người được xem là văn phòng đại diện của gọi là phụ trách về vấn đề Đài Loan của Trung Quốc đã lên tiếng và nói rằng không có gì mới trong những lời tuyên bố của Đài Loan. Đây được xem là cuộc khẩu chiến mới nhất của phía Đài Loan với phía Trung Quốc sau khi mà Trung Quốc đã có hàng loạt các cái khinh khí cầu bay trên không phận hoặc là bay ngang không phận của Đài Loan trong lúc mà Đài Loan tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 13 tây tháng 1 vừa qua. Và kết quả thì ông Lai Chiên Tê, phó tổng thống của Đài Loan đã đắc cử chức tổng thống một nhân vật mà Trung Quốc xem đây là một top maker, tức là một kẻ gây phiền phức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự trong phần tin Hoa Kỳ và tin Việt Nam ngày hôm nay của channel TNP, đó là đáp ứng cái lời yêu cầu và có lẽ là một cái lệnh từ Trung Quốc. Các báo chí của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Trung Quốc, những tờ báo thân Trung Quốc đã bắt đầu à xin lỗi quý vị, tờ tờ báo thân Trung Quốc đã bắt đầu hạ bệ đối với lại cựu tổng thống Trump. Trong lúc mà tờ South China Morning Post đã đăng tin và một bài viết cho rằng ông trump sẽ bỏ rơi đài loan nếu ông thắng cử và bài báo này dựa trên hai năm qua những lời tuyên bố của ông trump không có một chữ nào nhắc tới đài loan và họ đưa ra bài phân tích và dẫn dắt sai lạc về cái định hướng của công chúng cho rằng là ông trump sẽ bỏ rơi đài loan nếu như ông đắc cử vào vai trò tổng thống bên cạnh đó thì cộng sản việt nam cũng không kém và qua cái công ty truyền thông thanh niên thì họ đã cố tình tìm những bản tin tiêu cực với ông Trump để thuộc, dịch thuật lại và tìm cách hạ bệ ông Trump. Trong đó còn khẳng định là ông sẽ thua hơn một nửa tiểu bang chiến địa nếu như mà ông bị kết tội ở trong các cái cáo trạng nhắm vào ông. Mặc dù rằng tờ báo này vẫn đưa tin cho rằng ông Trump đang gác cho bên 6 tới 7 điểm. Nhưng nếu ông Trump thờ bị kết án bất kỳ một tội danh nào thì số lượng ủng hộ của ông Trump sẽ mất hơn phần nữa và sẽ thua cho Joe Biden. Đây được xem là một cái chiến lược mà Cộng sản Trung Quốc đang tung ra và trong đó thì báo chí Cộng sản Việt Nam đã đóng vai trò là tuyên truyền cho phía của Trung Quốc và trong đó tìm cách hạ bệ cái uh, quy thế của ông Trump trước cuộc bầu cử năm 2024 và trong đó họ nghi ngờ khi ông Trump lên sẽ thay đổi rất nhiều chính sách cứng rắn với Trung Quốc và làm rõ ràng hơn về cái chiến lược của Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu, trong đó sự thịnh vượng và phát triển sẽ được chia sẻ cho những quốc gia chung giá trị và Cộng sản Việt Nam thì lại có chung giá trị với Cộng sản Trung Quốc gần như là sẽ có những cái thái độ cứng đắn với Cộng sản Việt Nam nếu ông Trump tái thắng cử do đó Cộng sản Việt Nam đã thông qua báo chí để bắt đầu tìm cách gọi là thay đổi định hướng của suy nghĩ của người dân ở tại Việt Nam về cái nhìn gọi là rất là tiêu cực đối với ông Trump nếu như mà có đọc báo chí của cộng sản việt nam đó là bản tin liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của việt nam ngày hôm nay con trai của trần đức lương từng là tổng lãnh sự trưởng của tòa đại sứ cộng sản ở à, tòa lãnh sự quán cộng sản ở san francisco và từng là chủ tịch của tỉnh cần thơ trần tuấn anh đã chính thức là rời khỏi bộ chính trị và gần như là ông ta rút lui toàn diện theo một cái thông báo của văn phòng trung ương đảng cộng sản việt nam đã đưa ra trong ngày 31 tây và trong đó là trần tuấn anh có vẻ đã bị à, soi đèn khá nhiều trong thời gian ông ta làm tổng lãnh sự trưởng ở san francisco cũng như lúc mà ông ta à, đứng ở bộ công thương và kể cả trước đó ông ta là chủ tịch của cái quỹ ban nhân dân tỉnh cần thơ đã có nhiều cái hành động và đã có nhiều cái à, tiêu cực mà phía bộ chính trị đang điều tra và điều lần này thì ông ta đã tự ý rút lui ra khỏi bộ chính trị. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất liên quan tới cái hàng ngũ cai trị và giới lãnh đạo của hàng ngũ cai trị. Trong đó, nhiều con ông cháu cha dường như đã bắt đầu bị loại trừ cái, cái cái thế lực của họ ra khỏi cái guồng máy cai trị hiện nay và Trần Tuấn Anh là kẻ mới nhất đã tự ý là phải xin thôi việc và xin rút lui ra khỏi bộ chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Trịnh Văn Quyết và vụ án của ông ta, Cộng sản Việt Nam cho biết là sẽ khởi tố tổng cộng 22 người liên quan tới cái mà họ gọi là lừa đảo thao túng thị trường chứng khoán. Bản tin từ ở phía Việt Nam cho biết thì à, cái cơ quan của công an đã quyết định sẽ khởi tố nhiều người, trong đó gồm 22 người đã bị cáo buộc trong việc gọi là họ mà họ gọi là chiếm đoạt tài sản tại công ty à, tập đoàn FLC và công ty chứng khoán BOS cũng như công ty xây dựng FLC Factor và một số những công ty con của những công ty này và vụ án này nhắm vào cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết người được xem là lãnh đạo của công ty FLC trước đây và đã có những hành vi thao túng thị trường chứng khoán nâng số vốn của công ty lên để mà vay tiền của ngân hàng và tìm cách thổi giá thị trường chứng khoán và thổi giá cổ phiếu của công ty lên và số lượng mà phía Cộng sản Việt Nam ước lượng là lên tới 4.300 tỷ đồng và trong đó gần như là có khoảng 430 triệu cổ phần đã bị thổi giá khá nhiều. Đây được xem là một trong những vụ án mới nhất mà cái lò đốt củi của Nguyễn Phú Trọng đã nhắm vào thị trường chứng khoán và nhân vật chủ chốt đã được nêu tên ở trong cái vụ án này là Trịnh Văn Quyết, vốn là cựu lãnh đạo của tập đoàn FLC được xem là một cái tập đoàn có nhiều cái mối làm ăn khác nhau, đặc biệt họ chủ trương là nhắm vào thị trường chứng khoán của Việt Nam hiện nay. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.